Máy lọc nước Tạo Kiềm là sản phẩm mà được quan tâm nhiều nhất trong khoảng thời gian vừa qua. Thực chất thì cũng phải thôi các bạn ạ. Tại vì là máy lọc nước Tạo Kiềm là một sản phẩm mà gần đây thì Việt Nam chúng ta mới biết đến nhiều. Vì nó là những cái sản phẩm cũng không phải là rẻ tiền. Đấy, và khi mà cái kinh tế nó tăng lên thì cái điều mà chúng ta quan tâm đầu tiên đấy chính là sức khỏe, đúng không ạ? Đấy là lý do mà khoảng thời gian gần đây máy lọc nước Tạo Kiềm đang là sản phẩm mà được quan tâm nhiều nhất. Nó là một cái sản phẩm thực sự rất thiết yếu ở trong mỗi gia đình vì nó liên quan đến nguồn nước uống hàng ngày chúng ta. Đó. Trong cái clip trước mà các bạn để ý thì sẽ có một clip mà tôi giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu máy lọc nước Tạo Kiềm có thể nói là vô địch ở trong phân khúc hơn 10 triệu mà hàng đã qua sử dụng. Đấy chính là mẫu San Go 7. Mẫu San Go 7 thì San Go với lại Chimion thì nó cùng một cái nhà máy sản xuất. Nói đến Chimion thì chắc hẳn chúng ta sẽ không còn xa lạ gì nữa. Tại vì thương hiệu Chimion thì nó chiếm đến 65% cái thị trường của Nhật. Và San Go ở Nhật cũng chiếm thị phần rất là cao cùng với Chimion vì nó cùng một dây chuyền sản xuất mà. Clip trước thì giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu San Go 7 là một cái mẫu mà vô địch ở trong phân khúc hơn 10 triệu, cụ thể là nó có giá là 17 triệu. Đó. Và lý do tại sao mà nó được quan tâm nhiều nhất ở trong phân khúc hơn 10 triệu, 17 triệu đấy. Tại vì là ở phân khúc hơn 17 triệu, 17 triệu thì chúng ta sẽ không chọn được những cái sản phẩm mà có thể là tốt hơn. Vì nó có những 7 tấm điện cực. Đấy. Và nó có thể lấy mức kiềm lên 10.5 mà không cần dùng muối. Bên cạnh đó thì nó có chế độ tự đảo chiều bản cực. Đấy là một cái tính năng rất là hay mà những mẫu cao cấp mới có. Đấy là cái lý do mà mẫu San Go 7 là một cái mẫu mà được khách hàng quan tâm rất là nhiều. Đó. Nhưng mà 17 triệu thì nó không phải là một cái số tiền nhỏ, đúng không ạ? Rất nhiều khi chúng ta muốn dùng, thế nhưng mà tài chính của chúng ta chưa đủ. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn những cái mẫu máy mà giá thành của nó hợp lý hơn. Tính năng của nó thì cũng tương đương với mẫu San Go 7, nó chỉ kém một chút thôi. Đấy chính là mẫu San Go 2. Không phải là xếp theo thứ tự là San Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đâu các bạn nhé. Nếu mà xếp như vậy thì 2 có vẻ nó nhỏ hơn 7 rất là nhiều, đúng không ạ? Nó là San Go 2 thì sau đó thì hãng của nó sản xuất luôn là San Go 7. Và vì là nó có 7 tấm cực. Còn mẫu San Go 2 này chỉ có 5 tấm cực thôi. Không phải là San Go 2 là 2 tấm cực đâu các bạn nhé. San Go 2 này là có 5 tấm cực. Đó. Các cái tính năng thì về cơ bản nó cũng xem mẫu San Go 7. Đều lấy được các cái mức kiềm giống San Go 7. Đó, hai mức axit, một mức trung tính và bốn mức kiềm. Chúng ta có thể là lấy mức kiềm lên 10.5 mà chúng ta không cần cho muối. Đấy là một cái tính năng rất là hay. Đấy thì tính năng của nó xem nhau mà mẫu San Go 2 này hiện tại bây giờ thì nó chỉ có giá bán là 11 triệu 500 nghìn thôi. Đấy nó sẽ phù hợp với tài chính của chúng ta hơn rất nhiều so với mẫu San Go 7. Đó. Thì mẫu San Go 2 này là cũng được khách hàng rất là ưa thích. Và cái doanh số bán của San Go 2 này nó cũng không hề thấp các bạn ạ. Nó cao hơn của San Go 7 cơ. Tại vì là nó vừa tiền mà tính năng của nó cũng tương tự. Cũng có rất nhiều cái điểm hay ở San Go 2 này vì San Go 2 và San Go 7 bản chất thì nó cùng một nhà máy sản xuất, cùng một dây chuyền sản xuất mà. Thế nên những cái gì mà San Go 7 có thì San Go 2 này nó cũng đều có cả. Đó. Tấm cực của San Go 2 này nó cũng được làm rất là tốt. Thứ nhất là tiết diện rộng này. Đó và độ dày tốt, phủ bạch kim rất là tốt. Chính vì vậy nên là những cái tấm cực của nó sẽ siêu bền luôn. Tuổi thọ của tấm cực thì của bọn San Go và bọn Chimion có thể được đánh giá là cao nhất. Là những cái thông số rất là lý tưởng cho dòng dòng San Go. Nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn dùng một mẫu máy lọc nước Tạo Kiềm đáp ứng đầy đủ tất cả các cái nhu cầu sử dụng của gia đình của chúng ta là ăn uống và ngâm rau củ quả mà tài chính của chúng ta lại chỉ có đâu đấy khoảng chục triệu thôi, thì các bạn hãy cố lên một chút để chúng ta lấy cái mẫu San Go 2 này. Nó đáp ứng được tất cả nhu cầu của chúng ta. Giá của nó là 11 triệu 500 nghìn các bạn nhé. 11 triệu 500 nghìn cho một mẫu máy lọc nước Tạo Kiềm mà đầy đủ tất cả mọi tính năng luôn. Đó, đến từ thương hiệu San Go cùng với lại dây chuyền sản xuất với Chimion. Clip sau thì tôi sẽ lại tiếp tục. Tôi tháo con máy San Go 2 này ra để cho các bạn xem nội thất máy móc của nó. Đấy, tại vì là nói thì nhiều khi nó chỉ mang chất quảng cáo thì chúng ta cứ phải xem thực tế, đúng không ạ? Thì tháo cho các bạn xem thôi, chứ còn trước khi mà nhập về thì tôi đã xem trước rồi. Xem xong, kiểm nghiệm xong bắt đầu mới nhập về để bán cho khách. Thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm.
tôi cũng là một khách hàng như các bạn thôi, cũng phải đi mua. Chỉ khác là tôi có nghề chuyên sâu hơn để phân phối cho các bạn, thì các bạn yên tâm các bạn sử dụng thôi. Đó. Các bạn hãy đón xem clip tiếp theo của tôi để xem là nội thất của con Sango 2 này nó có thực sự xứng đáng với lại cái mức tiền bỏ ra 11.500.000 không các bạn nhé. 11.500.000. Chia sẻ các bạn một chút thì là dòng Sango 2 với Sango 7 thì nó dùng chung hệ thống lõi lọc. Nghĩa là sao ạ? Nó sẽ lọc được số lượng lít nước rất là lớn. Đấy, hơn 20.000 lít nước lọc. Nhiều gấp khoảng 3 lần các cái thương hiệu máy khác. Nó sẽ rất là kinh tế cho chúng ta. Đó, Sango 2. 5 tấm cực. Mức kiềm lên đến 10.5, không cần dùng muối. Đây, chúng ta nhìn ở đây là chúng ta đã thấy đầy đủ các cái tính năng họ ghi đây này. Đấy. Hai mức axit. Axit mạnh thì chúng ta để rửa bát này, hay là rửa tay này. Axit nhẹ hơn này, chúng ta để rửa mặt làm đẹp da này. Nước trung tính là để uống này, cho trẻ con uống này, hay uống thuốc tây này. Đấy, các cái mức kiềm này để chúng ta ăn uống và nấu. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn tư vấn về một mẫu máy lọc nước tạo kiềm, các bạn hãy gọi điện cho tôi. Tôi sẽ tư vấn cho các bạn một mẫu máy phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng cũng như là tài chính của chúng ta. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.